Đó, thấy chưa, dễ thương chưa? Get fancy sita đâu. Đó, đây mình mở ra để cho các bạn cùng xem nha. Đó, đây là những cái con mà cái nói chung là cái nguồn gen nó thì khỏi chê nhá, khỏi bàn nha các bạn. Đó lần cá mình các bạn nha. Hello mọi người nha. Người ơi, nhiều bạn hỏi mình anh ơi quay con cá đẹp nhất chạy anh đi. Ok, thì ngày hôm nay là mình sẽ thay nước nha. Mình sẽ lựa cá đẹp để mình chừa lại mình làm giống cho mấy con cá trong bầy của mình mà mình đổ ra nè. Bây giờ mình sẽ lựa giữ lại các bạn. Rồi mình sẽ đi tìm con cá nhất đẹp nhất ở trại anh coi. Đó. Theo những nhiều bạn comment lắm, anh quay clip con cá đẹp nhất trại anh đi. Ok. Rồi sẽ quay luôn. Để coi những con cá đẹp nhất trại là con cá gì nha. Còn mình á, riêng cái cá nhân mình thì đối với mình á, con cá nào mình thích là con cá đó đẹp nhất. Ví dụ như mình thích dòng hóc môn đi thì con hóc môn đối với mình là đẹp nhất á. Ở đây là không có cái vụ mà con cá nào đẹp nhất đâu. Quan trọng là mình thích cái dòng cá nào và thích con cá nào thì con cá đó là đẹp nhất à. Tại vì nói về mang về giá trị tinh thần mà. Cho nên là cái nào mà mình thích là nó đẹp nhất. Rồi mình không thích dù cho nó giá như thế nào đi nữa thì nó cũng không phải là đẹp nhất trong lòng mình, đúng không các bạn? Cho nên ngày hôm nay mình sẽ đi tìm những cái con cá mà đẹp nhất của mình nghe, chứ không phải là đẹp chứ người ta nha. Đây, đợi mình tí xíu đi, mình đang vô máy hũ này nè để mình đi lựa các bạn. Mình cũng có một phần chuẩn bị một phần rồi. Mình sẽ đem mấy bé này lên kệ mình chừa cho mình lựa 10 con mái, 10 con trống red fancy để mình làm giống. Đó. Mình thì thích dòng red cho nên mình ưu tiên làm red nhiều á các bạn. Mình ưu tiên làm red fancy nhiều. Mình chơi là nước không tên, nước máy trực tiếp nha các bạn. Chứ mình không có dùng nước qua cách đêm tại vì mình không có đồ dự trữ á. Chơi nước máy luôn. Bệnh gì cử, đã bao tử gì cử mắm kho, thấy không? Ngày mai mình sẽ đi xúc cá ly thia. Mới phát hiện cái chỗ đó đã thiệt các bạn ơi, tới đó là ngon vô cùng tổ quát tơi luôn. Mình không thể tưởng tượng là chỗ đó mà có cá ly thia luôn á các bạn. Mình chỉ nghĩ là nó sẽ có dăm ba con cá bảy trầu à. Ai mà có ngờ đâu, xúc hồi nó ra con nguyên con cá ly thia. Đây. Bây giờ là đi tìm những con cá dạ, những con cá đẹp nhất cái trại mình đây. Đối với mình là nó đẹp nhất nghe, nhưng mà đối với người ta thì mình không biết. Đây, đồ red fancy là những con mà mình chọn để làm giống đó các bạn. Mình chọn để làm giống một con nha. Đây nha, những cái cặp mà mình chọn làm giống nếu mình đưa ra thị trường thì nó có tầm 150 với lại 200 à. Tại những cặp mình chọn nó toàn junior mà. Junior rồi mình dưỡng thêm. Đây. Đây nè. U là la. Sao nghe cái mùi chuột chết thấy ghê luôn á các bạn. Quên nữa các bạn có nghe không? Quên sao mà các bạn nghe được chứ. Đây. Đây 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 đây. Anh này cũng đẹp quá nè, nó. Red fancy á. Red fancy gì ta? Đang con nè, đó. Ui tính ra lựa ở đây không là đủ một chục con luôn rồi, khỏi cần lựa trong kệ luôn, ở trong kệ cũng còn nhiều lắm nghe. Nè. Chắc bữa nay mình lựa lại 20 con. Ôi kiểu này là lựa nhiều. Đây nữa nè các bạn ơi. Đó. Mình thích cái dòng này. Cho nên nhiều bạn hỏi mình là dòng cá VIP nhất của mình là nè, con nào cũng VIP nhất hết tại mình thích mà. Đó, đối với mình mấy con này là con nào cũng VIP hết nha. Mình sẽ đồng hồ mình sẽ đưa lên cái kệ rồi cho các bạn cùng xem, mình lựa cả trống cả mái luôn. Ui, này nó lột mà các bạn, bữa hổm nó xanh lè hả? Thôi giờ mình đem lại nha. Mình đem lại chỗ kia. Đó, gần hồi mình lựa trên kệ xuống nữa. Mình lựa trên kệ xuống nữa các bạn. 5 con. Ở đây còn 3 con nữa. Ở đây tới 2 3 con đẹp đẹp, chắc mình lựa dư dư xíu đi. Đây nè. Đang bé nè. Ú là la. Đợt này red fancy của mình á, sao mà nó lột tốt quá, nó lên màu tốt quá cho nên mình mới giữ nó lại tới 10 cặp hoặc là hơn. Nói chứ ép 10 cặp thì tầm 7 8 cặp à. 7 8 cặp là nó thành công, mà thậm chí là nó có 3 4 cặp nữa. Hên xui nó tùy thời tiết các bạn ơi. Chứ không phải là lúc nào ép cũng thành công ha. Đấy.
Bây giờ mình sẽ đi lại cái kệ này, mình lựa cả trống cả mái luôn, lựa cả trống cả mái luôn các bạn ơi. Đấy, các bạn lựa cùng mình nha. Trên đây là mọi người cùng lựa được nè. Lựa mái nào ngon ta. Ui, đây đây đây, một cái mái xuống liền. Ở đây là mấy con rồng tiết nè. Đây là trống luôn, trống này nó còn nhỏ quá. Đây con này sao mọi người, con này sao mọi người, chơi không mọi người? Hốt nó liền. 6 con trống, 7 con trống rồi đó. Bây giờ đi tìm thêm nha. Đi tìm thêm. Đây, con nào ở đây? Đây này, mái này được không mọi người? Quất luôn. Hai mái tới mượn mái mới đủ nghe. Đây này, trống rồi nè. Ui, bây giờ mình lựa đi một tí mình mới coi cận cảnh được. Đây đây, mái đâu phải thiếu thiếu vậy cái gì nè. Nhìn nó mới ghê. Ba con trống. Ủa? Đúng rồi, hai con trống, ba con mái. Nãy đằng kia là 2, 4, 6 con rồi. Nè. Đây là mái con trống trời. Mái hơi chua rồi nha bạn ơi. Mái ít quá nha. À quên nữa. Đây nè. U là la. Đó. Chín trống, còn con trống cuối cùng phải lựa cho thiệt đẹp. Ui con mái này nè các bạn ơi. U là ấu mà luôn, nó đẹp á. Ấy. Năm con mái rồi. Năm con mái quýt rồi nha. Quýt đối với mình nha. Còn đối với những người khó tính như thế nào thì mình không biết. Tại vì mỗi người đều có một cái quan điểm chấm về độ đẹp của con cá riêng nha. Chứ nhiều bạn chơi cá rồi không thích dòng này, rồi nó trộn cá tí gớt mà nó đẹp gì. Đây là sai nữa đó. Mình đưa nó lên đây đây. Đưa mấy con này lên đây. Ui là la. Thôi lấy nó luôn. Đẹp quá. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ sắp cái kệ này lại. Đó, coi được mấy mái rồi, 2, 4, 6 mái rồi nha. Qua đây lửa mái nè. Qua đây lửa nữa thì ở đây là mái ngon lành tình me luôn. Đây, 4 mái nữa thôi. Một cái mái. Còn mái này sao mọi người, hai bé mái. Còn hai con nữa thôi. Đây đây đây, xì ta xanh được. Nó sai vô nha, nhanh nhanh xíu xíu à. Đó bé mái. Ở đây thôi mấy bé này chuẩn bị đẻ. Mấy bé đó chuẩn bị xuống giống đợt đầu và đợt một à. Bụng mấy mấy đó là để dành ép chéo á các bạn. Ui con mái này không được rồi. Có nhiều con mái mình lên bữa hỏi không có xe lô, mà bữa nay nó bị xe lô nè. Ái chà trời. Ba bé mái, bốn bé mái, ủa đủ rồi. Bốn con đủ rồi. Xong. Rồi, các bạn đợi mình sắp xếp xong rồi mình quay tiếp tục cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại luôn mọi người ơi. Đó, và bây giờ mà mấy con cá đẹp nhất của mình đã lên rồi nè. Đấy, ôi trời. Mấy cái con không chọn nè. Rồi mấy cái keo mình hơi cũ quá các bạn. Đây mà mình mở ra để các bạn cùng xem nha. Đây. Đó, mấy bé red này các bạn, thường thường á nếu mà mình bán thì rơi tầm 150 tới 200 một cặp à, tại vì cá mình nó còn nhỏ đó. Thấy chưa, dễ thương chưa? Red fancy star đâu. Đó, đây mình mở ra để cho các bạn cùng xem nha. Đó, đây là những cái con mà cái nói chung là cái nguồn gen nó thì khỏi chê nha, khỏi bàn nha các bạn. Đó, lần cá mình đó, thường thường là 150 200 cặp à, mấy thằng giống nè, đặc biệt là mấy con mái nè. Ví dụ như cặp này là tầm 200 ngàn nè đó. Tập này là 200 ngàn, ví dụ bạn nào mua thì mình ship luôn. Đó rồi. Nói cho là mấy bạn ở trên top top thích mấy cái này lắm mà. Đó, thêm cặp này nữa. Mình đợt này mình lên 10 cặp rồi các bạn. Đó, coi như là 10 cặp này là 10 cặp tốt nhất của mình đó. Tại vì mình thích red fancy. Ha. Đó, tiếp tục qua bên mấy con cặp này. Wow, cặp này ui, mái đỉnh vậy. Nè, ôi cặp này chắc cũng 200 lúa các bạn ơi. Thì ngày mai mình cũng có lên một mớ nè, ngày mai mình cũng có lên một mớ luôn á các bạn. Ha, ngày mai cũng lên một mớ luôn. Quá xa luôn. Quá xa tận đá luôn các bạn ơi. Đây nè. Đang con nè. Đó, mái này mình giữ một tuần là mình cho xuống ổ hết luôn nha các bạn. Thôi thì ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn đến đây thôi nha. Hẹn mọi người một cái clip tiếp theo các bạn ơi. Quá trời dễ thương con lươn rồi. Dễ thương con lươn rồi.
Đây mình xin chụp phép chụp hình dàn kệ cá vip của mình. Phe cá vip nhất chạy anh đi nè, nó vip nhất chạy rồi đó.